Chào các bạn, bài 64 này chúng ta sẽ học về cách sử dụng Grab để chúng ta tối ưu cái đối tượng, tối ưu cái JavaScript cho client. Thì Grab là một cái gì? Là một cái công cụ, là một cái task manager, tức là quản lý các cái task tự động để giúp chúng ta làm một cái công việc nào đấy một cách tự động. Chúng ta không phải là làm đi làm lại, chúng ta chỉ việc định nghĩa ra một cái công việc từ tuần tuần tự các bước làm cái gì mà nó sẽ làm cho chúng ta. Thì đây, mục đích của Grab là để giúp chúng ta có thể nén các code JavaScript chúng ta đã viết để chúng ta giảm thiểu dung lượng và giúp chúng ta hoặc làm một cái gì đấy, nó có thể biên dịch JavaScript, biên dịch sát sang CSS hay làm bất cứ cái gì, nó có thể minify, nó có thể làm uglify hoặc là làm bất cứ một cái gì đấy. Thì ở đây chúng ta có phần doc của Java, của ASP.NET, nó có nói đến phần là client. Chúng ta có run và grab. Thì run thì chúng ta có power để dùng để quản lý các cái packet chúng ta đã dùng. Thì chúng ta có run grab là gì? Nó một số các cái tiêu biểu, task tiêu biểu, ví dụ như bundle, minify, JavaScript, CSS chạy tool để bundle mỗi cái build, biên dịch less hoặc sass to CSS, compile cái config script hoặc TypeScript JavaScript sang JavaScript. Một cái task runner tức là một cái công cụ để chạy task để tự động giúp chúng ta có thể làm việc nhanh hơn. Grab thì nó là một cái đây nó là một cái bộ công cụ cho client code và nó sử dụng để thao tác hoặc làm tuần tự một số các công việc tuần tự với nhau khi build hoặc khi làm gì đấy. Tiêu biểu nó thì đa số là ta dùng đây, ví dụ chúng ta tạo một cái file grabfile.js, sau đó chúng ta sẽ import một số các cái thư viện, concat là nối file, csmin là minify cái JavaScript, mini CSS làm xấu tức là ngụy trang, tức là giấu cái code của một cái gì đấy đi. Đó. Thì chúng ta sẽ có định nghĩa ra cái path chúng ta muốn làm, tức là cái thư mục chúng ta muốn làm, lấy ra tất cả những file JS ở trong nó, đuôi JS và file JS, sau đó concat nó sang một cái file chung, concat là nối tất cả các file thành một file thôi. Remat là một nốt module detection, cái này dùng để tìm kiếm này, cái này dùng để cái này chính module chính, cái này để làm minify CSS. Cách định nghĩa ra một cái task thì chúng ta định nghĩa ra grab.task, tên của task và sau đó một cái function. Trong này function thì chúng ta có thể làm một cái gì đấy, trong này nó sẽ tìm kiếm một truyền tham số vào, nó là cb, một cái tham số truyền vào. Trong này chúng ta định định nghĩa rất nhiều thứ, chúng ta định nghĩa ra hai cái task, hai cái nó đều còn một cái nối file CSS, một cái nối file JavaScript, một cái nối file CSS, và chúng ta dùng cái task này để gọi cả hai task này đều được. Chúng ta cũng có thể minify JS, chúng ta minify ra thì chúng ta tìm ở trong cái path, sau đó chúng ta nối nó lại, chúng ta làm xấu nó đi, tức là ngụy trang nó đi, và sau đó chúng ta đẩy nó vào một cái file destination CSS cũng thế và gọi. Thì đây định nghĩa các cái task ra rồi, thì thằng mỗi một task làm một nhiệm vụ, thì khi mà làm xong thì nó sẽ ở đây chúng ta cũng có thể là phải include một số các cái npm, một cái số các cái gói vào. Thì trong Visual Studio là hỗ trợ chúng ta tạo ra các file rồi. Và cửa sổ Task Runner Explorer nó sẽ giúp chúng ta thực thi các cái task như này. Còn khi mà chúng ta muốn mỗi lần chúng ta build project mà chúng ta muốn execute cái task đấy, tức là ví dụ chúng ta build project thì chúng ta tự động muốn là minify hết CSS để update, thì chúng ta sẽ cho có thực thực thi được cái task đấy bằng cách chúng ta thêm cái thẻ này vào trong cái file project, rất là tiện lợi. Ví dụ đây chính là cái chúng ta tạo ra một cái task đơn giản, chỉ là một cái first task thôi. Thì cách cú pháp như này các bạn có thể tham khảo ở trong cái doc của
ASP.NET mình thấy nó rất là rõ ràng. Đó. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng cái Tag Helper để nhúng các cái thư viện. Ví dụ ở môi trường development, cái này là trong Tag Helper mình nói rồi. Trong môi trường development thì chúng ta nhúng cái file bình thường. Trong môi trường staging và production thì chúng ta thường nên nhúng CDN hoặc là các cái file min, thì nó sẽ giúp chúng ta, cái này thì giúp chúng ta có thể debug ở trong môi trường development. Thì khi mà chúng ta minify file xong, chúng ta sẽ nhúng nó ở trong cái tag staging. Cái này thì mình có sử dụng rồi. Và các bạn cũng có thể nhúng nó vào trong file Razor. Như các bạn có, mình có nói về environment ở trong khóa ASP.NET Core. Đây là phần lý thuyết thì các bạn có thể đọc ở đây nhé. Bây giờ mình sẽ tạo mới này. Mình sẽ tạo ra cái nhánh 64. Tạo ra nhánh 64. Chúng ta sẽ tạo ra một cái file gọi là file crop. Web crop file này. Add. Các bạn nhìn nhé, chúng ta tạo ra chúng ta phải đây một số các cái task của nó đây. Các bạn sẽ chỉ cần hiểu được nó thôi, đơn giản lắm. Chúng ta bỏ utility đi nhé, bởi vì trong cái này chúng ta utility nó không chạy đâu. Mình để utility. Đây nó sẽ tạo ra một cái task default cho các bạn. Là use crop. Chỗ sau chúng ta định nghĩa một cái path, là path mặc định của chúng ta chính là cái thư mục root này. Chúng ta chỉ minify các cái JS ở trong thư mục root định nghĩa các cái path. Ở đây là đường dẫn của file JS, đường dẫn của mymin, tức là chúng ta tí chúng ta minify nhưng mà trừ các cái file min này ra. Chúng ta phải có cái path này chứ không phải là chúng ta có thể làm tất. Và minify JS cũng hai thằng này tương tự như thế. Đây mình cách ra JS và sau khi minify và concat xong là sẽ đẩy về thư mục JS và size min, cái này mặc định tí chúng ta sẽ chỉnh, chúng ta chỉ cần hiểu thôi. Task đầu tiên nó sẽ là một cái định nghĩa, một cái clean clean JS, tức là clean JavaScript, clean CSS, dùng cái tool DreamDraft để clean. Sau khi clean thì chúng ta có thể gọi từng cái task này hoặc chúng ta gọi định nghĩa ra một cái task khác để gọi hai cái task này, thì chúng ta có thể có một cái clean task clean minify task minify. Chúng ta min JS, chúng ta min và chúng ta trừ cái min js, tức là trừ những cái file đã min rồi đi và concat nó lại, uglify làm xấu đẩy ra dash minify css cũng thế. Chúng ta cũng có một cái task min để chúng ta gọi hai cái task này đó, thì sau đó chúng ta sẽ xem là cái bốn cái công cụ ở trên này chúng ta chưa được dùng, chưa được import một require vào, thì chúng ta sẽ phải có một cái file. File này có tên là package.json. Đây, package.json. File package.json này chúng ta sẽ cần phải có dep dependency. Tức là những cái dependency, cái này các bạn học trong khóa Angular biết rồi. Dependency là những cái nào mà chúng ta, những cái package nào mà chúng ta, cái này nó dụ nó get ở thư viện npm này này. Thư viện này của thằng Node.js, các module thì dep dependency của chúng ta sẽ có bốn cái thằng mà chúng ta cần đó. Sau khi save nó sẽ get về cái thư mục node module của chúng ta, đây chính là thư mục npm này, nó sẽ tự get về. Tiếp theo cửa sổ task runner chúng ta vào tool
Nugget à, Nugget Zetun này. Khoan, đây chúng ta sẽ cần chờ nó sẽ cài đặt xong. Rồi chúng ta sẽ bấm vào chuột đây, đây nó cài đặt xong. Cài đặt xong nó sẽ có đây là có các cái thư viện liên quan. Đấy. Rất nhiều các cái tool open thì nó sẽ load ra cái thư mục node module. Đây từ mục node module của chúng ta sẽ tải các cái thư viện này về. Thì chúng ta chỉ cần là vào cái file này, chúng ta vào test runner explorer, nó sẽ hiển thị lên cái cửa sổ test runner explorer, nó sẽ hiển thị cho chúng ta. Khi mà nó chưa get xong thì nó sẽ bị fail to load này. Đây là các cái file min nó đã nhận ra. CSS min đã nhận ra installing complete rồi, chúng ta refresh. Đó, nó sẽ hiển thị ra tất cả các tab chúng ta đã định nghĩa ở đây. Chúng ta thực thi tab nào chúng ta chỉ cần run tab đấy. Clean. Đó, thành công rồi. Nhưng mà chưa chả có tác dụng gì bởi vì chúng ta cấu hình chưa chuẩn. Bởi vì nó không nhận được ra. Nó không tìm được các cái file mà theo đúng cái thư mục mà chúng ta định nghĩa trên. Đây, ví dụ như là thằng root này ok rồi. Thằng js làm gì có thư mục nào js ở trong root này đâu. Đây là file nó tự tạo ra. Rồi, CSS này nó cũng tự tạo ra. Thì nhưng mà hai thằng này thì tí nữa chúng ta sẽ đây nó sẽ tạo ra cái file CSS và JS này. Chúng ta sẽ muốn không muốn để nó vào đấy mà chúng ta muốn xóa thằng này đi. Đây không phải tự tạo mà đây nó có sẵn rồi. Bỏ đi, cái này là cái mà lúc mà chúng ta tạo project ra thì nó có rồi. Chúng ta muốn đẩy nó vào một cái thư mục chung. Thư mục banner đi chẳng hạn. Thì mình sẽ tạo mới một cái thư mục là banner để mình đẩy tất cả những file banner vào đấy. Các bạn nhớ là trước khi mà chúng ta cài chúng ta phải có cài cái nốt npm vào nhé, nốt js vào nhé. Bundle. Bundle. Chúng ta sẽ tạo ra sẵn các cái file sẵn. Đầu tiên là chúng ta muốn tạo ra một cái mình sẽ tạo ra một cái path. Ở đây path là path js thì nó đơn giản quá. Mình sẽ tạo ra một cái path. Cho client và js, tức là có hai app, app thì là cho admin, client thì là client app đây. Đó. Thư mục tất cả những file js ở trong thư mục đấy. Và css thì cũng thế. CSS thì chúng ta cũng có admin css và client css. Min thì đơn giản thì chỉ tất cả ở trong có cái chữ min thôi. Cho concat sang thì chúng ta cũng muốn concat sang thư mục cho admin dev và js client dev thì nó là thư mục tên thư mục nằm trong banner đó. Admin css và cái này cũng thế. Thì chúng ta tạo ra hai cái file là admin
siteadmin.js và siteclient.js. Các bạn hiểu được rồi thì bây giờ các bạn tùy chỉnh nó. Rồi. Siteclient.js này. Tức là một cái file chung cho toàn bộ JS của thằng client. Một cái file chung cho toàn bộ CSS của admin. Tạo một cái site admin CSS và một cái site client CSS nữa. Tất cả thằng này đều min. Tạo sẵn cái file đích ra để nó copy, mục đích của nó sẽ nén tất cả file trong app này đẩy vào admin. Nén tất cả file trong client đẩy vào client thôi. Sau đó sau khi tạo các cái file đấy rồi, nó sẽ tạo đồng loạt các cái task. Đây, sau khi tạo xong rồi chúng ta sẽ tạo thay cái task này bằng cả cái task của chúng ta. Chúng ta có clean, cái admin, clean, client. Mỗi cái này chúng ta đều thay bằng các cái path mà chúng ta định nghĩa tên, định nghĩa trên. Sau đó chúng ta có một cái task để min tất cả CSS và client. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem cái đây, chúng ta có clean này, clean này, clean tất. Finish, chúng ta có min min tất cả này. Xong. Các bạn nhìn nhá. Nó sẽ xóa cái file này đi, nó sẽ tạo mới. Đó. Nó sẽ tìm trong tất cả các cái thư mục mà chúng ta quy định và chúng nó sẽ nén nó đẩy vào cái file đích. Nếu mà cái task này rất là, nếu mà chúng ta mà làm bằng tay thì mình nghĩ là sẽ rất lâu đấy. Nếu mà cái thư mục lớn nhưng mà đây nó làm cho chúng ta rất giờ. Đấy, chúng ta nhìn này trong site for admin này. Nó nén tất cả code của chúng ta chỉ còn thế này thôi này. Đấy. Và bây giờ thay vì là chúng ta phải nên dùng tất cả trong admin đây, CSS đây, nó cũng nén tất cả lại đây. Đây trong này mà có cái custom này là nó cũng nén lại hết. Đấy, thì thay vì ví dụ CSS chúng ta viết CSS thì khi chúng ta không phải động vào. Nhưng mà JS thì sao? Bây giờ thay vì chúng ta sẽ lấy ra từ như thế này. Chúng ta lấy ra từ login controller. Chúng ta sẽ bỏ cái này đi. Todo chúng ta cũng được xóa đi. Bởi vì nó sẽ nén sẵn ở trong đấy rồi. Để chúng ta nhìn nhá. Giờ chỉ việc nhúng cái thằng site admin này thôi. Thế thôi. Thằng layout cũng thằng layout này cũng bỏ cái xe tại admin này đi, để mỗi cái banner này thôi. Và trong ví dụ trong product này chúng ta thay vì chúng ta chỉ cần bỏ cho mình tất cả những thằng này đi đó, thì thằng kia đã nhúng rồi thì thằng này có thể là đẩy sang cái đây, chúng ta sẽ chạy thử. Không cần phải nhúng cái từng thằng một, chúng ta chỉ nhúng cái chính thôi.
Bây giờ mà chúng ta đăng nhập được thì có nghĩa là chúng ta đã nén thành công này. Đây chúng ta nhìn này, control đây, cái này chúng ta nén rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần mỗi site admin đây, nhìn này, có tất cả code của chúng ta nó sẽ còn, tất cả các file của chúng ta nó còn cái chừng này. Bây giờ chúng ta sẽ kích đăng nhập, nhưng mà vào product mà dùng được bình thường thì có nghĩa là nó sẽ bình thường đấy, load ra bình thường này, add sản phẩm bình thường này. Lỗi gì? Not defined. Thế là có lỗi rồi đấy. Cái e có vấn đề rồi. Tức là bình thường là đã có lỗi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ debug nó. Khi mà chạy trên này rồi thì debug nó hơi bị khó đấy, bởi vì chúng ta sẽ bị nén hết lại rồi. Thế chúng ta sẽ, chỗ này chúng ta sẽ sử dụng dụng cái gì? Sử dụng cái lệnh. Đối với debug thì chúng ta sẽ dùng cái environment là bình thường. Đây ở trong cái thằng này, đối với debug, đối với môi trường development và đối trường staging production, ví dụ ở trong thằng script này, đối với trường môi trường development thì chúng ta sẽ sử dụng, à đây là môi trường environment, thì dùng cái này. Thì không phải dùng gì, nhưng mà đối với môi trường production, đối trường develop thì chúng ta sẽ phải nhúng thằng product vào index này. Nhúng thằng emit, nhúng thằng quantity, nhúng thằng CL đó, develop thì chúng ta phải nhúng cái đống này vào, cả hai thằng này đều phải nhúng cái này thì bỏ đi, trong thằng này thế, với môi trường develop thì chúng ta không nhúng cái gì cả. Nhưng mà môi trường production thì chúng ta mình dùng cái này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cái chỗ này. Để do not define. Tức là đối với môi trường develop thì phải nhúng cái thằng do vào. Không rồi không hiểu. Đó. Created này. Đấy cái chữ E này nó không tồn tại bởi vì cái nút save product của chúng ta, save product truyền E vào đây thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ chạy chạy lại cái phần migrate thôi. Đấy, thì chạy lại phần migrate chúng ta debug xong chúng ta lại lại chạy bình thường. Thì ở đây chúng ta dùng hai cái thẻ này, có nghĩa là đến sang môi trường deploy thì nó sẽ dùng cái này, và chúng ta khi môi trường develop chúng ta vẫn debug được đấy, thì chúng ta có thể dùng cái tag helper này. Thì cảm ơn các bạn, đấy là cái cách mà các bạn thì CSS các bạn dùng tương tự, các bạn có thể lén CSS, nhưng mà CSS thì thường mình ít viết, và thứ hai là bọn kia nó lén sẵn cho mình rồi chứ mình chả phải dùng lại, mình chả phải lén làm gì, chúng ta lén JavaScript chúng ta viết thôi. Cảm ơn các bạn.